Chào các bác. Dạ, vâng. Bác ơi, cho cháu hỏi là vì sao lại gọi là chùa Bà Đanh à? À, vâng. Chùa Bà Đanh nhỉ, bọn con. Cháu đang làm phim mà. À, không, phim là ta. Phim nó phải có nguồn gốc chứ làm sao lại làm phim kiểu đấy. Xã gì? Dân Hòa. Dân Hòa. Thanh Hoài ạ. Vâng. Cảm ơn. Hà Nội. 100.000. Tại sao là chùa Đanh? Bởi vì tôi nói với anh nói qua thì anh giải thích nó rất là lâu. Nhưng mà mình nói qua để anh nắm được, tức là chùa này là chùa thức thờ Đức Thánh Bà Pháp Vũ, tức là thần mưa trong cái tứ pháp Man Nương, anh hiểu rồi. Cũng có bốn tứ: pháp Vân, pháp Lôi, pháp Điện, pháp Vũ. Đấy là để cho phù hộ cho cái nền lúa nước nông nghiệp của mình. Đấy thì đây là thờ bà út nhất là bà Pháp Vũ, là thần mưa. Đấy. Thế nhưng mà tại sao có tên là chùa Đanh? Bởi vì thờ Đức Thánh Bà Pháp Vũ nhưng mà ngự trên làng này gọi là làng Đanh Xá. Thế nên là gọi là chùa Bà Đanh cho nó tiện. Anh nghe thôi. Vâng. Chùa là xây dựng từ năm bao nhiêu? Chùa xây dựng 1676, bắt đầu xây dựng cho đến 1680 thì tương đối hoàn chỉnh tí. Bởi vì chùa này lúc bắt đầu xây dựng là xuất thân từ là cái đền, bởi vì thờ thánh mà. Đấy. Sau đó thì là dân làng thấy làm ăn nó cũng thuận hòa, mưa gió nó nhiều năm, qua nhiều năm thì thấy nó cũng thuận hòa, mưa gió được. Thế thì là dân làng chuyển chùa lên đây. Chùa lên đây thì lúc đó chùa mang tên là Bảo Sương Tự chứ không phải là chùa Bà Đanh. Đấy. Nhưng mà tại sao gọi là chùa Bà Đanh? Bởi vì là tôi giải thích anh lúc nãy, tức là ngự trên làng này là làng Đanh Xá. Gọi là chùa Bà Đanh để cho nó tiện. Nhưng mà sao lại nói là vắng? Vắng như chùa Bà Đanh là đúng rồi, bởi vì là tôi nói anh là cái danh từ vắng như chùa Bà Đanh nó có cái đây từ đời xa xưa, lâu lắm rồi đúng không? Bởi vì chùa này nó có niên đại cách đây hơn 400 năm. Lúc đó các cụ truyền lại là khu này nó là rừng rậm tất. Đấy, mà lúc bây giờ là cái tâm linh thì chỉ có dân địa phương ở đây thôi, làm chỗ khách thập phương. Thì lúc đó là các cụ kể là khi mà thú dữ nó còn về đây, nó trú ngụ ở đây, dân làng mỗi một khi lên đây gọi là thắp hương, gọi là lễ lạt đấy, thì còn phải là đốt đuốc đánh cồng chiêng để đuổi thú đi mới vào lễ được. Thế là dân từ sợ đó là không là đến. Nó có tên là nó vắng như chùa Bà Đanh, lúc đó chỉ có dân làng đấy thôi, khách thập phương là ai người ta đến đây anh. Đấy. Thế thì đến năm 1994 thì đây được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Thì Bộ Văn hóa họ đầu tư vào đây, họ trùng tu lại đường xá các thứ đẹp đẽ. Chính vì thế nên là bây giờ là văn hóa họ quản lý cái cấp thấp nhất là phòng văn hóa, là người ta bán vé cho anh ngoài kia. Và cấp cao nhất là hiện nay là Bộ Văn hóa họ quản lý của cái chùa này. Đấy. Họ bán vé cho các anh với lý giải là các anh vào khu di tích lịch sử văn hóa là người ta thu tiền. Không chuyện bán vé cho thấy xứng đáng thôi mà. Đấy, chứ không phải là vào chùa thu vé vào chùa. Mọi người không thông cảm, cứ nghĩ là vào chùa mất tiền, nhưng thực ra không phải là vào chùa mất tiền. Bởi vì cái đó là phòng văn hóa. Các người, tôi vẫn hướng dẫn là mọi người mua vé thì đọc vé. Trên cái góc vé người ta ghi là Trung tâm Văn hóa huyện Kim Bảng, chứ không phải là nhà chùa. Chứ không phải nhà chùa thu. Không phải nhà chùa thu cái tiền vào đó anh ạ. Nhà chùa chỉ được phép cái tiền ai vào đây công đức, hoặc cái tiền ban được đồng nào, cái đó là những cái giọt dầu để hương đèn nhưng đặc của nhà chùa. Chứ còn bây giờ là đâu chùa Bà Đanh đâu có vắng đâu. Đúng rồi, thế mọi người người ta cứ hỏi tôi là nghe thấy nó rất vắng như chùa Bà Đanh, cứ đến thử cái xem nó vắng đến đâu anh ạ. Thì tôi cũng trả lời, tôi bảo vâng, cứ cảm ơn mọi người, cứ đến đây xem bây giờ nó vắng đến đâu. Nhưng thực ra là bây giờ là nó không vắng đến đâu. Thế nhưng mà cháu nghĩ là chắc là từ cái hồi mà có chùa Tam Trúc thì ở đây mới đông khách hơn. Chính xác là như thế. Nhờ hơi có chùa Tam Trúc, họ đi đến chùa Tam Trúc, họ chưa nghe thấy, họ nghe nhưng mà chưa đến chùa Bà Đanh bao giờ. Thì buộc họ phải đến đây để xem nó như thế nào anh ạ. Từ lâu, câu thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh đã được người Việt Nam sử dụng để chỉ những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Vậy nguồn gốc của câu thành ngữ này từ đâu? Bà Đanh là một danh thắng thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Từ xa xưa đã được gắn liền với câu thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh đã là một danh thắng. Vậy tại sao lại bị xem là vắng vẻ? Từ Hà Nội theo hướng quốc lộ 1A cũ đến thành phố Phủ Lý, rẽ vào quốc lộ 21 để đi qua cầu Quế hơn 1 km. Chùa Bà Đanh nằm sâu trong những bóng cây, đi qua hết cây cầu Cấm Sơn, bắc qua sông Đáy, vòng lên một đoạn đường treo leo, tấm biển có nội dung di tích lịch sử văn hóa chùa Bà Đanh và núi Ngọc mới hiện ra. Chùa Bà Đanh linh thiêng cổ kính, nhìn ra con sông Đáy là một quang cảnh vô cùng vắng lặng. Chùa thuộc địa phận thôn Đanh, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và cách núi Ngọc chỉ chừng 100m. Đây là một địa điểm rất xa xôi và cách trở so với trung tâm thành phố Phủ Lý. Danh thắng chùa Bà Đanh là một quần thể những công trình gồm nhà bái đường,
nhà thượng điện, nhà dung đường, phủ thờ mẫu, nhà tổ. Các cột đá, các chi tiết kiến trúc được chạm khắc theo đề tài ngũ phúc tứ linh vô cùng tinh xảo. Điều đáng chú ý ở lối kiến trúc này là hình rồng trên mái tượng trưng cho quyền năng của các đấng thiên tử. Đây cũng là linh vật được xếp bậc nhất trong tứ linh. Chùa Bà Đanh có tên chữ là Bảo Sơn Tự. Ngoài thờ Phật, còn có Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào Bắc Đầu và Tứ Pháp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tứ Pháp bao gồm Pháp Vân, tức là mẹ mây, Pháp Vũ là mẹ mưa, Pháp Lôi là mẹ sấm và Pháp Điện là mẹ chớp. Nhiều sử liệu ghi lại việc xây dựng chùa gắn liền với một số truyền thuyết kỳ lạ như về tích mẹ Phật Man Nương, được cho là nguồn gốc của Tứ Pháp, lưu truyền rộng rãi ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ngày nay. Pho tượng Trang Nghiêm Bà Chúa Đanh được thờ trong tự, tương truyền là một người con gái được trời Phật phái về để trông coi vùng đất này. Chuyện kể lại rằng, khi chùa Bà Đanh được xây dựng xong thì đời sống của nhân dân trong vùng tốt đẹp hơn, không còn thiên tai, không còn mất mùa. Trong tâm thức của những người địa phương, Bà Chúa Đanh là một vị thần của sự phồn thịnh, hạnh phúc và no ấm cho người dân. Có nhiều lý giải cho rằng sự vắng vẻ đi vào thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh của ngôi cổ tự này. Tuy nhiên cũng có nhiều lý giải cho sự vắng vẻ để đi vào thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh của ngôi cổ tự này. Người thì cho rằng ngôi chùa trở nên vắng vẻ như vậy vì nơi đây rất linh thiêng, ai trái ý sẽ bị trừng phạt ngay nên rất ít người dám đến vì sợ phạm úy. Nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng do ngày xưa chùa nằm ở vị trí di chuyển khó khăn, xung quanh là rừng rậm hoang vu, muốn đến nơi thì phải sang đò, chính vì thế nên ít người lui tới. Và cũng vì lẽ đó nên ngôi chùa luôn được giữ vẻ thanh tịnh tôn nghiêm vốn có. Từ đó câu thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh dần dần lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay. Như vậy, chùa Bà Đanh đã vốn nổi tiếng từ xưa tới nay vì lý do gì thì như ở trên phần nào chúng ta đã được vén màn bí mật. Và bây giờ, lại nhờ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ sức hút chùa Tam Trúc, một ngôi chùa được mệnh danh là lớn nhất thế giới, nằm cách chùa Bà Đanh chỉ chừng chưa đầy 10 km, vì vậy mà ngôi cổ tự này giờ đã bớt phần hiu quạnh. Không cần nói thì ai cũng biết, chắc chắn nhân dân Phật tử quanh vùng sẽ vô cùng phấn khởi, vì từ nay ngôi cổ tự làng Đanh Xá sẽ ấm hơi người, nhưng chắc chắn niềm vui ấy cũng sẽ chẳng tay gang vì Bà Đanh hiện nay lại được tận thu để bán vé vào chùa mà đại diện công quả tại nhà chùa đã chia sẻ như ở phần đầu. Chính quyền bán vé để lấy tiền BOT cho con đường khang trang dẫn vào thăm nhà Bà Đanh khiến nhiều người phải ái ngại. Muốn vào thờ Phật cũng phải mua vé, hay là giờ thì cái gì người ta cũng thể mang ra để làm ăn kinh tế được, kể cả Phật, Pháp Tăng, được giá thì vẫn bán.